Hello, xin chào các bạn. Và lâu lắm rồi thì mình mới lại review điện thoại. Thì đây sẽ là một chiếc điện thoại vừa mới ra mắt của nhà Oppo, là Oppo Reno 11S. Em này thì mình đã cầm từ đợt Tết rồi. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn những điểm mà mình cảm thấy ấn tượng cũng như là chưa ấn tượng lắm về chiếc điện thoại này nhé. Bắt đầu. Ngay khi mà mình mở hộp, các bạn nhìn thấy em này nổi bật nhất với cái mặt lưng và đặc biệt là phiên bản màu xanh dương của mình. Thì đây là thiết kế mặt lưng vân kim sa đầu tiên ở trên những cái chiếc điện thoại Oppo Reno mà có cái thiết kế mặt lưng Oppo Glow ấy. Nhưng các bạn nhìn nha, chúng ta sẽ có một cái mặt lưng rất là bắt mắt và nó lấp lánh bởi vì nó được phủ một cái lớp nhũ như thế này. Thực ra ấy, nếu mà nói về đây sẽ là về gu thẩm mỹ của mỗi người thôi. Những bạn nào mà cái thích chủ nghĩa tối giản ấy thì chưa chắc là đã thích cái mặt lưng của chiếc điện thoại Reno 11S phiên bản màu xanh dương này đâu. Nhưng những bạn nào mà thích sự nổi bật và lấp lánh, bắt mắt ấy thì đây mình nghĩ là một sự lựa chọn nó rất là phá cách và độc đáo. Mặt lưng này không những là chỉ có cái vân kim sa nhũ nhũ lấp lánh mà chúng ta sẽ có những cái vệt loang như thế này. Mình liên tưởng đến cái hình ảnh mà chiếc điện thoại nó ở dưới đáy của bể bơi, sau đó là nắng chiếu vào xong nó có những cái vệt loang nước ấy bạn ạ. Đó, nhìn rất bắt mắt và thực sự chiếc điện thoại này thì sẽ không cần phải sử dụng ốp điện thoại đâu. Chúng ta cầm không thôi cũng thấy nó rất nổi bật rồi. Nhìn như một cái ốp lưng vậy. Và cái mặt lưng này thiết kế là làm chất liệu bằng nhựa chứ nó không hề kiểu nhìn nó nhũ nhũ vậy thôi chứ sờ nó không hề ráp nha mọi người. Thiết kế phẳng cả về mặt lưng cũng như là các cạnh vát. Tuy nhiên thì cảm giác là cái cạnh vát này nó hơi bị vát phẳng quá. Thế nên là khi mà mình cầm ấy nó hơi bị cấn tay một chút. Nhưng bù lại chúng ta sẽ có một cái độ mỏng của máy cũng như là một cái trọng lượng của máy là thuộc hạng top, siêu mỏng và siêu nhẹ trong phân khúc giá. Máy chỉ có dưới 10 triệu và cụ thể thì em này chỉ có 9 triệu thôi. Đó. Hơn nữa, không chỉ có độ dày của máy mỏng mà cái viền màn hình ấy cũng siêu mỏng luôn. Em Oppo Reno 11S này khi mà mình cầm ấy, mở cái màn hình lên các bạn ạ. Một cái màn hình kích thước lớn là 6,7 inch nhưng mà nổi bật nhất là cái thiết kế màn hình nốt ruồi và viền rất mỏng với cái tỷ lệ hiển thị màn hình lên tới là 93,4%. Mình nhớ không nhầm nha. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái tần số quét là 120Hz này. Đó, và cái tần số quét này chạm vuốt trên màn hình này cũng như là cái giao diện ColorOS thì thực sự là nó mượt mà và mình không có gì để phàn nàn cả. Hơn nữa thì em này sẽ sử dụng một cái tấm nền là AMOLED nên là trải nghiệm ví dụ như mình xem video này YouTube hay là xem phim ý, về cái độ tương phản cũng như là màu sắc nó khá là nịnh mắt cũng như là rực rỡ luôn. À, một cái điểm nữa là mình đang ngồi ở ngoài trời này thì em này có một cái độ sáng màn hình rất tốt, 900 nit, và thực sự bật mắt sáng màn hình luôn thì trời ơi, nhìn nó quá là dễ dàng luôn mọi người ạ. Không hề bị lóa hay là không hề kiểu bị khó nhìn. Điểm cộng. Nhưng cái mà mình thấy chiếc điện thoại này ý, nó là gọi là điểm nhấn ý. Cảm giác như đây là Oppo Reno 11S này là dành cho đối tượng Gen Z, những cái bạn mà thích chụp hình cũng như là hay thích sáng tạo những cái bức ảnh sau khi chụp ấy, thì em này với cái bộ camera này cũng như là những cái tính năng tiện lợi của ColorOS 14.0 thì sẽ cho chúng ta một vài những tính năng quay chụp mà mình thấy rất thú vị. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ điểm qua về cái bộ camera với độ phân giải trước nhá. Em này sẽ có camera chính độ phân giải là 64 megapixel. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có camera chụp macro này, có chụp ở góc ultra wide siêu rộng này, và có camera selfie độ phân giải là 32 megapixel như mọi khi luôn đó. Và thực ra thì nói có sách mách có chứng, mình sẽ không nói dài dòng về thông số nữa. Các bạn có thể xem những cái bức ảnh mình chụp thực tế ngay sau đây để xem chất lượng chụp ảnh của em này. Thực ra thì mình ấn tượng nhất về Oppo Reno 11S nói riêng cũng như là Oppo Reno nói chung là về cái khả năng chụp ảnh chân dung các bạn ạ. Tức là bất kể trong cái điều kiện nào, kể cả ngược sáng này, thiếu sáng hoặc là chụp kiểu ánh nắng tự nhiên như thế này thì Oppo Reno 11S xử lý cái ảnh chân dung ấy sau khi hậu kỳ nó cho một bức ảnh tổng thể nó rất là nổi bật về làm đẹp này, độ chi tiết cũng như là nịnh mắt về màu sắc đó. Các bạn xem ảnh thử mà xem, lúc đầu mình dơ chụp ngược sáng ấy, mình cứ nghĩ là ôi chụp chân dung ngược sáng không đẹp lắm đâu, nhưng mà nó xử lý trong khoảng tầm 5 giây. Đó, nó sẽ mất thời gian xử lý một chút, ảnh khác hẳn luôn mọi người ạ. Và nói về những cái tính năng ấy để phục vụ cho việc quay chụp cũng như là sáng tạo ảnh một cách tiện lợi, thông minh hơn thì trên chiếc Oppo Reno 11S này sẽ có 4 cái mà mình thấy cũng khá là hay ho và nhiều khi là mọi người sẽ không để ý để sử dụng đâu. Đầu tiên ấy, đó chính là về tắt nền thông minh mọi người ạ.
Cái này thì nhiều khi các bạn sẽ bảo là cũng quá quen thuộc được trên một vài dòng điện thoại này điện thoại kia rồi đúng không? Tuy nhiên là với chiếc điện thoại mà phân khúc giá chưa tới 10 triệu thôi mà chúng ta có cái tính năng tách nền rất thông minh và rất chính xác đến từ nhà Oppo. Mình có thể dễ dàng tách nền chủ thể, sau đó là ghép vào những cái bức ảnh nó sáng tạo. Đấy, xong rồi vẽ các kiểu trên những cái app chỉnh sửa như kiểu mình dùng cái PicArt. Đó, mình có thể là tách nền xong mình ghép những cái ảnh khác nhau xong mình vẽ. Thề các bạn luôn, sẽ có những cái bức ảnh mà làm poster hoặc này kia trông rất là xịn sò và nó rất là nghệ thuật. Và một cái tính năng nữa mình nghĩ là nó sẽ giúp cho các bạn chụp ảnh nó dễ dàng hơn nếu như bạn nào mà hay kiểu chụp liền một lúc tạo dáng nhiều kiểu ấy, chính là chụp ngắt quãng ở trên Oppo Reno 11S. Thực ra thì nếu như mà bạn nào sử dụng như kiểu iPhone thì chúng ta đã quen với cái tính năng mà chụp liên tục đúng không? Mọi người có nhớ là bấm một lần thôi hoặc là chụp hẹn giờ ấy, nó sẽ chụp ra 10 bức ảnh liên tiếp khác nhau và nhiều khi chúng ta chưa kịp đổi dáng nó cứ nháy. Sau đó các bạn sẽ phải xóa rất là mỏi tay. Nhưng mà ở trên chụp ngắt quãng của Oppo Reno 11S thì mọi người sẽ có thể là tùy chỉnh đây, sẽ chọn được số ảnh mà chúng ta muốn chụp này và cái khoảng thời gian nghỉ giữa những cái khung hình ấy đó, để chúng ta có thể là kịp tạo dáng mà không kiểu bị chuyển cảnh quá nhanh. Nó sẽ giúp cho những bức ảnh chụp ra nó sẽ tự tin cũng như là đỡ bị rung nhòe, ví dụ như các bạn đang giơ tay này chưa kịp máy đã bấm rồi đúng không? Đây 3 giây mình dễ là chuyển cảnh sẽ nhanh hơn đó, tiện. Và có hai cái tính năng nữa, sau khi mà chụp ảnh xong ấy, mọi người có thể sáng tạo những bức ảnh với cả tạo ảnh GIF này. Chúng ta có thể chọn nhiều ảnh và tạo ra những cái ảnh GIF nó thú vị, hay ho. Bên cạnh đó thì mình cũng có thể là ghép ảnh luôn trực tiếp ở trên cái trình ghép ảnh ở trên Oppo Reno 11S mà không cần phải sử dụng bất kỳ một cái ứng dụng thứ ba nào. Chúng ta có là ghép ảnh cơ bản đơn giản, thậm chí là có những cái template có sẵn, nhìn nó rất là hay ho và nó thú vị, có cả tách chữ luôn ấy mọi người. Đó. Thế nên là mình thấy đây là một chiếc điện thoại mà không chỉ là về cái khả năng chụp ảnh chân dung tốt này, chụp ảnh cũng khá là sắc nét và tốt trong cái tầm giá phân khúc dưới 10 triệu, mà nó còn có một vài những cái tính năng dù chỉ là nhỏ thôi cũng sẽ giúp cho các bạn là chỉnh ảnh cũng như sáng tạo ảnh nó tiện hơn và nó nhanh hơn. Đấy, dành cho các bạn Gen Z. Nói thật là cái này hay nha mọi người. Và điểm thứ tư, trời ơi, điện thoại mọi người ạ, chúng ta sẽ lo ngại về vấn đề pin cũng như là cái khả năng sạc để mà có thể sử dụng trong lần tiếp theo. Oppo Reno 11S có là tuyệt vời luôn. Mình thích những chiếc điện thoại nào mà nó sẽ sạc nhanh ấy, thì em này được trang bị cái khả năng sạc nhanh lên tới 67W và sạc đầy 100% pin chỉ trong vòng có 45 phút thôi. Nên là bạn nào mà hay dùng điện thoại này, đó, điện thoại hay hết pin ấy thì không phải lo, bởi vì là sạc đầy cũng rất là nhanh để mình có thể sử dụng tiếp theo. Đó. Mà pin em này thì 5000 mAh nha, nên là mình có thể đảm bảo sử dụng trong vòng 1 ngày luôn cũng được. Đấy là bốn những cái điểm mà mình cảm thấy là ấn tượng và đáng để nói trên chiếc Oppo Reno 11S. Ngoài ra ấy, thì sẽ có về hiệu năng nếu như các bạn quan tâm, nhưng thực sự cái vấn đề hiệu năng ấy mình không quan tâm lắm mọi người ạ. Nhưng cũng phải lướt qua nhỉ. Chip MediaTek Dimensity 7050 này có 8GB và có hỗ trợ cả RAM mở rộng nữa. Chúng ta sẽ có cái bộ nhớ. Cái này ấy, sẽ rất tiện cho bạn nào mà kiểu hay chụp quay nhiều như mình. 256GB bộ nhớ trong, nhưng mà có hỗ trợ mở rộng bằng thẻ nhớ micro SD lên tới 1TB nữa cơ. Đấy, thế nên mọi người cứ quay chụp thoải mái mà không lo chúng ta bị đầy bộ nhớ nha. Mình nghĩ là chiếc Oppo Reno, dòng Reno ấy, nó sẽ thiên về chụp ảnh cũng như là những cái trải nghiệm về ColorOS tiện lợi, thông minh và mượt mà. Còn game thì sẽ vẫn đảm bảo đủ cho các bạn chơi giải trí nhẹ nhàng như mình hay chơi Liên Quân ấy, thì mình không cần phải test luôn. Ok chưa? Còn mấy cái tựa game khác thì ok đi. Tóm lại thì đấy là những cái mà mình chia sẻ về chiếc điện thoại Oppo Reno 11S. Thực ra thì với cái tầm giá mà bây giờ là 8.990.000 thì các bạn sẽ có một chiếc điện thoại bắt mắt này, đẹp và chụp ảnh tốt, nhiều cái tính năng sáng tạo, tiện lợi, nhanh gọn đó. Cũng như là một cái giao diện ColorOS thực sự là dễ dùng và có nhiều tính năng thông minh, như kiểu mình thích mấy kiểu chụp màn hình nhanh bằng cử chỉ ba ngón tay này, vân vân mây mây này, cũng như là màn hình hiển thị sáng, mượt và đẹp, tần số quét 120Hz đấy, sạc thì siêu nhanh. Còn nếu mà nói về cái điểm mà mình thực sự là chưa cảm thấy lắm với chiếc điện thoại này là về cái phần mặt lưng. Nó làm bằng nhựa thôi mọi người ạ. Nó thực ra thì mình vẫn thích những cái thiết kế của dòng Oppo trước mà nó có cái mặt lưng như kiểu Oppo Glow mà chạm vuốt nó kiểu nhám ấy, mịn ấy, cảm giác sờ nó sẽ sang hơn là cái mặt lưng này bằng nhựa. Tuy là nó cũng bắt mắt ấy. Đấy, còn các bạn thì sao? Các bạn cảm thấy như thế nào với chiếc Oppo Reno 11S này? Thì hãy comment chia sẻ nhé.
Còn bây giờ thì bye bye.